Các bạn có nhìn rõ không? Đây các bạn, đây con cóc vừa bị con rết ăn các bạn. Đây, nó đang ăn dở con cóc. Bây giờ đang là 1 giờ đêm các bạn, mình dậy mình thấy con rết đang ăn con cóc. Lúc đầu mình tưởng con rắn cơ. Nhưng mà sau mình bật điện lên mình thấy con rết trông kinh khủng luôn. To. Đây. Đây cái chai này của mình, chai lít rưỡi các bạn, nó gần dài hết luôn. Con này phải dài hơn 20 phân các bạn. Úi dồi. Lúc đầu mình nhìn thấy mình run hết cả người. Đây là loại rết rừng các bạn nhé. Rết bình thường ở nhà ấy nó bé thôi, nhưng mình ở trên đồi các bạn, thi thoảng có con rết nó bỏ vào to cực kỳ luôn, như con này này. Ui dồi, kinh khủng luôn. Con này mà cắn người chắc là tỏi, dã man. Các bạn nhìn một cái tay của mình 20 phân, gần 20 phân. Ui dồi, để mình lấy cái vật lửa ra các bạn, cho các bạn xem nó to gần bằng cái vật lửa này. Đây đựng trong chai, nó nhìn nhỏ bạn ạ. Nguyễn mình nhìn nó bỏ ra ngoài đường, ở ngoài nhà cơ, nhìn trông kinh khủng luôn. Rất là nguy hiểm. Nhìn này, nó có cái mồm rất là kinh khủng luôn nhé. Mồm nó ăn, mũi nó ăn được cóc, nhìn trông kinh thường. Con này để làm gì thế các bạn? Theo các bạn để làm gì? Đây, các bạn nhìn này. Mình để cạnh cái bật lửa lên cho các bạn so sánh, các bạn nhìn này. Ủa. Rồi. Rồi bỏ. Đây các bạn này, nó vừa bỏ theo cái ngách này nhà mình này, từ ngoài sân vào các bạn, bỏ theo nhanh này, cứ bỏ này. Đây nó vừa ăn con cóc ở đây này. Này một có trẻ con nhà rất là nguy hiểm các bạn. May tối nó ngủ không, nó mà vào ban ngày toay.